cái tiếng j giống như ở trong cái chữ version, garage, barrage, conversion. J đó đó, đại khái cũng giống như cái j của tiếng Pháp. Je m'appelle François. Je, bạn muốn tạo ra cái tiếng j đó đó thì thứ nhất bạn phải biết phát âm ra cái tiếng z. Z mà đừng có khoe răng như Will. Chừng bạn nói z đó, gắn chu cái môi dưới ra. Z z z. Trong lúc mình nói như vậy đó, kéo cái lưỡi đầu của mình á, kéo nó ngược lại chút xíu. Z z z z z. Đến khi mà mình nghe được z. Z z z z z z. Lúc mà mình cong cái lưỡi mình ngược lại á, cho mình đến đúng lúc rồi đó, nó sẽ ra cái tiếng r. Cái lưỡi của bạn nào mà không có đủ dẻo để cong nó lại đó thì bạn cứ liếm cái phần trên của miệng của mình, cứ liếm nó từ từ từ, trong lúc mà mình kéo nó ra từ từ như vậy đó, bạn cứ phát âm là z z z. Chừng bạn ra được cái tiếng r được rồi đó thì mình tập nói garage, garage, barrage, conversion. Cái vlog này chắc là cái vlog ngắn nhất của Will đó. Nếu mà bạn chưa học được cái bài này được đó thì cứ nhấn cho Will biết.